Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết Nguyên Đán thì nhu cầu sử dụng xe của mọi người sẽ tăng cao. Lợi dụng vấn đề này, một số kẻ xấu ở trên mạng xã hội khiến cho nhiều người mất ăn mất ngủ, thậm chí là khóc giờ méo giờ trong dịp Tết. Cụ thể là những kẻ xấu có những chiêu trò gì để đánh lừa chúng ta? Chúng ta cùng nhau trao đổi trong video ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, quý vị đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để nhận thông báo mới nhất khi chúng tôi có video mới. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ về hai chiêu trò phổ biến nhất ở trên mạng xã hội. Chiêu trò số 1 đó chính là bán phụ tùng, phụ kiện. Ví dụ như là một kẻ xấu đăng một cái tút ở trên mạng xã hội, trên một cái nhóm xe nào đó, rằng là anh ta mới bán xe hoặc là mới dọn kho và còn thừa một số những phụ tùng, phụ kiện và bây giờ thanh lý với giá rẻ. Ví dụ như thanh lý một chiếc camera hành trình, bình thường trên thị trường có thể bán với giá khoảng 3-5 triệu, nhưng anh ta chỉ bán với mức giá chỉ khoảng 1-2 triệu. Một cái Android box chẳng hạn, trên thị trường với mức giá khoảng 6-8 triệu, thì kẻ gian chỉ giao với mức giá cũng chỉ khoảng 1-2 triệu. Và nhiều người cảm thấy rẻ, lại giao dịch công khai ở trên mạng xã hội. Ngay khi đặt vấn đề mua thì kẻ gian sẽ yêu cầu là chuyển tiền cọc. Và quý vị đã biết là khi mà chúng ta chuyển tiền cọc thì coi như là mất. Tuy nhiên, chiêu lừa đảo vừa rồi vẫn không đau bằng chiêu số 2 mà tôi xin được chia sẻ ngay sau đây. Đó chính là lừa đảo cho thuê xe tự lái. Khi mà Tết đến thì rất nhiều quý vị sẽ có nhu cầu thuê xe tự lái để đưa gia đình về quê ăn Tết. Lợi dụng vấn đề này thì một số kẻ xấu đăng những cái bài cho thuê xe tự lái ở trên mạng xã hội, thậm chí là trên website hoặc là trên những cái hội nhóm cho thuê xe tự lái, thậm chí là có thể chủ động liên lạc với người có nhu cầu. Hiểu được tâm lý của người đi thuê xe thì những kẻ xấu đăng giao với cái mức giá rẻ hơn giá chung của thị trường và thậm chí là đưa ra một số những điều kiện rất là dễ dàng, ví dụ như là không cần đặt cọc, không cần phải thế chấp nọ kia và thậm chí là có thể giao xe tại nhà. Và người đi thuê xe cảm thấy hấp dẫn sẽ bỏ qua những cái điều kiện khác. Và đến đây thì bài cũ lại diễn ra. Kẻ gian yêu cầu người có nhu cầu thuê xe chuyển tiền cọc. Đến ngày nhận xe, giao xe, chở mãi không thấy xe đâu thì người thuê xe mới liên lạc với người cho thuê thì mới biết là mình bị lừa. Nếu như chúng ta bị lừa khi mà mua phụ tùng, phụ kiện, một món gì đó thì có thể vấn đề không quá to tát. Nhưng chúng ta bị lừa khi mà thuê xe tự lái thì câu chuyện có thể sẽ lớn hơn rất nhiều. Đó là toàn bộ kế hoạch di chuyển của gia đình bị giang dở. Thậm chí là chúng ta sẽ bị vỡ kế hoạch khi mà về quê ăn Tết chẳng hạn. Vậy thì làm thế nào để nhận biết được kẻ gian? Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ một khách mời của Tiếp Ca. Cái việc đầu tiên là bọn ấy nó cho thuê cái giá rất rẻ. Ví dụ như là giá thị trường xe Mazda 3 đang dao động khoảng 900.000 đến 1 triệu. Thì cái đội lừa đảo nó họ giao chỉ có tầm 500 đến 600.000 một ngày. Và gần như là họ còn có thể là giao xe tận nơi. Tâm lý người dân mà khi mà thuê xe thì họ cũng rất muốn là vừa giá rẻ mà lại giao được xe đến tận nơi và bỏ qua những cái bước khác. Cái thứ hai là cái thông tin thuê bao thông tin của cái đội lừa đảo này không rõ ràng. Họ chỉ có một số điện thoại hoặc là họ chỉ có làm việc qua cái mạng xã hội. Gần như là họ không muốn gặp trực tiếp. Nếu có muốn gặp trực tiếp thì gần như là họ từ chối. Gần như là để mà cung cấp cái thông tin về xe và giấy tờ xe thì gần như là họ không cung cấp cho mình khi mà khách hàng muốn đến thuê xe. Cái việc đầu tiên ở đây là mình phải nên chọn một cái nhà xe uy tín và có sự đánh giá từ phía khách hàng như thế nào. Sau khi mình đã cân nhắc được cái nhà xe uy tín rồi thì mình nên so sánh giá cả để tìm hiểu được cái loại xe phù hợp với mình. Đọc kỹ hợp đồng trước khi thuê xe thì cái đấy nó liên quan đến cái quyền lợi và nghĩa vụ của người thuê xe. Về việc thanh toán thì mình nên thanh toán theo quy định của công ty đó thôi. Có thể mình chuyển khoản hoặc là mình thanh toán tiền mặt. Bình thường tất cả các nhà xe họ yêu cầu đặt cọc để giữ xe thường là 30% hoặc 50% cho một ca xe. Ví dụ như ca xe 600.000 thì họ sẽ yêu cầu đặt cọc là 300.000. Hiện tại thuê xe dịp Tết như Tết năm nay thì rơi vào tầm 7 ngày. Thì các xe phân khúc A gần như là các nhà xe gần như nhận tối thiểu là 10 ngày. Cái mức đặt cọc thường 50%. Ví dụ giá Tết năm nay xe phân khúc A như là xe Fadil của các nhà xe truyền thống đang cho thuê khoảng 10 triệu đến 12 triệu. Thì họ sẽ nhận cọc là
50%. Như vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe khách mời chia sẻ về những điều hết sức lưu ý khi mà đi thuê xe tự lái để đề phòng những trường hợp mà chúng ta bị lừa. Và ngay khi mà chúng ta có thể tìm được địa chỉ tin cậy để thuê xe rồi, thì chúng ta vẫn cần có một lưu ý nữa, đó chính là kiểm tra xe thật kỹ, bao gồm kiểm tra giấy tờ xe và kiểm tra tình trạng xe. Chúng ta hãy sử dụng điện thoại và quay video một vòng xung quanh xe để đề phòng những trường hợp mà khi mà chúng ta sử dụng xe rồi trả xe. Nếu như chúng ta kiểm tra không kỹ thì rất có thể chúng ta sẽ phải đền bù cho những thiệt hại mà xảy ra với xe từ trước đó. Do thời lượng của video có hạn cho nên là nội dung có thể chưa thực sự đầy đủ. Nếu như những quý vị mà đã từng là nạn nhân hoặc là có kinh nghiệm gì thêm, chúng ta hãy chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến tận những giây phút cuối cùng của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.